Thì hôm nay sẽ trao đổi bạn về các cái nội dung hôm bữa chúng ta trao đổi với nhau ở cái phần chương trình. Thì hôm nay các bạn trao đổi với nhau với tôi, các bạn thấy chỗ nào chưa rõ, chưa cụ thể và ấy thì các bạn sẽ có cái trao đổi để tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn hiểu vấn đề ở đó ở trong đoàn. Thật ở cái chỗ mà bà gãy xương bữa thầy giảng ấy, thì Rồi. cái thứ ba nữa là cái mà về cái biến dạng đó thầy, thì Rồi, ok. thầy có cho bọn em câu hỏi thử câu hỏi trắc nghiệm về cái biến dạng mà của gãy xương đấy, thì bọn em vẫn chưa có định hình được là nó di lệch xa hay gần, là nó sẽ như thế nào, thầy có thể giảng lại không thầy? Rồi, ok. Các con thầy. À, các bạn thấy thế này nè, cơ chế theo sách của Việt Nam á, thì cơ chế mà theo sách của Việt Nam á, thì người ta họ định nghĩa cơ chế là một lực tác động vào chi thể gây tổn thương, có thể là tổn thương phần mềm, tổn thương phần cứng hay gọi là xương. Thì những gì mà tác động trực tiếp tiếp xúc giữa vật cứng và phần mềm và phần cứng của cơ thể, nó gây ra hiện tượng tổn thương, thì đó gọi là cơ chế trực tiếp. Ví dụ các bạn bị cái cây nó đụng vào cái trực tiếp vào cái cẳng tay, nó gây gãy xương cẳng tay, thì đó là cơ chế trực tiếp. Còn cơ chế gián tiếp là cơ chế dồn lực, có nghĩa là không có lực tác động trực tiếp vào cái vùng gãy mà có thể gãy xương, thì đó gọi là cơ chế gián tiếp. Ví dụ một cơ chế dồn lực, các bạn té, các bạn chống cái bàn tay xuống nhưng cái bàn tay nó không gãy nhưng mà nó gãy cái phần cẳng tay, thì đó là cơ chế gián tiếp. Ví dụ một số trường hợp gãy một ba trên cẳng tay, một ba giữa, hoặc là gãy đầu dưới xương cẳng tay khi chúng ta chống tay nè, thì đó là cơ chế gián tiếp. Ví dụ một cơ chế gián tiếp nữa là cơ chế mà các bạn trẻ hay mà vật tay đó, không nè, vật tay thì nó gãy xương cánh tay, thì đó gọi là cơ chế gián tiếp. Nghĩa là cơ chế gián tiếp không có một cái lực tác động nào trực tiếp tại vùng gãy, thì người ta gọi là cơ chế gián tiếp. Đó là theo cái ngôn từ và cái sách của Việt Nam. Còn đối với nước ngoài thì nó không dùng trực tiếp với gián tiếp, mà nó dùng theo cái năng lượng gây tổn thương. Thì nó khác nhau, thì chúng ta cứ theo cái sách của Việt Nam chúng ta làm, thì nó là như vậy. Còn cái vấn đề về biến dạng thì các bạn biết biến dạng nó có 3 loại biến dạng. Biến dạng là gì? Biến dạng là hình ảnh bất thường của chi khi chúng ta quan sát nè. Thì hoặc là chúng ta khám thì chúng ta thấy nó biến dạng. Ví dụ biến dạng làm ngắn chi thì chúng đó đó cũng gọi là biến dạng của chi này với chi kia không bằng nhau, đó cũng thuộc diện biến dạng, người ta gọi là biến dạng ngắn chi. Cái biến dạng thứ hai là biến dạng bất thường về trục giải phẫu. Ví dụ bàn chân các bạn là khi nằm nè,
thì nó ở cái bàn chân ở tư thế so với mặt phẳng trong ngoài khoảng 45 độ. Thì khi chúng ta có tổn thương thì cái góc 45 độ nó không còn nữa, mà nó có thể là nó xoay vào trong hoặc nó xoay ra ngoài, thì người ta gọi đó là biến dạng xoay. Còn một cái biến dạng nữa mà các bạn sẽ thấy trong gãy xương, đó là biến dạng gập góc chi. Ví dụ như các bạn thấy cái xương cẳng chân hoặc xương đùi chúng ta nó thẳng trục, nhưng khi nó gãy thì nó không còn cái trục để giữ chi nữa, thì nó gập góc do sự tác động co cơ của các cái cơ bám. Nó gây ra hiện tượng di lệch, thì nó gây ra hiện tượng gập góc, đó là biến dạng gập góc. Thì biến dạng gập góc đó, khi người ta định nghĩa gập góc như thế nào thì các bạn để ý thế này nè: cơ thể của ta có trục giải phẫu, có nghĩa là tâm trục, thì nó so với cái bên ngoài và bên trong thì cái cuộc sống là người ta gọi là tâm trục. Thì những cái góc mà nó di lệch, nó gập góc vào trong hay ra ngoài thì nó theo cái tâm giải phẫu, rồi thì theo cái trục cuộc sống. Thì ba các bạn hay người ta hay nói người ta có cái từ va rút với là van gút đó. Thì đó là những cái di lệch mà các bạn thấy người ta gọi là mở góc, hay là gọi là gì, đóng góc, so với cái trục của cơ thể, cái trục giải phẫu đó. Thì các bạn thấy những cái trục đó nó đi xa ra ngoài khi gặp góc, mà nó đi ra xa ngoài cơ thể, đúng không nè, thì người ta gọi là gì, là góc góc đóng hay góc mở, thì tùy theo cái tính của chúng ta đo trục thì chúng ta mới tính được. Có nghĩa là khi chúng ta đo cái trục xương bình thường là bao nhiêu, khi nó di lệch cái đó đo là nó bao nhiêu, thì chúng ta mới tính được cái trục chi, thì chúng ta tính được góc mở hay góc đóng. Mà người ta quy định là chúng ta đo với trục chi mà nó lớn, có nghĩa là nó trở thành góc tù, không cần nó trên 90 độ, người ta gọi đó là góc mở. Còn nếu như nó dưới 90 độ người ta gọi là góc đóng, thì ngược với góc đóng nó trở thành góc mở. Đấy, thì sau này các bạn phải đo cái trục chi các bạn mới biết được là góc mở hay góc đóng. Còn giờ mà nói như thế này thì các bạn cũng hơi 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 khó hình dung. Cho nên là các bạn sau này các bạn đi đi học lâm sàng thì các bạn đo cái trục chi ra, còn không các bạn lấy cái phim X quang đó là các bạn đo thì nó dễ hơn. Để cho các bạn dễ hình dung nè, thì các bạn cứ thấy các bạn cái lấy cái một trong đó, các bạn lấy cái trục chính song song với cái trục cơ thể, rồi cái góc đó nó đi một cái đường thẳng với cái trục chi đoạn dưới gãy. Mà nếu như cái góc bên góc nào mà nó lớn nè, so với trục cơ thể thì góc đó người ta gọi là góc mở. Đấy. Và nói ví dụ xương 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 đùi nó gãy 1/3 trên, nó hay di lịch, đầu dừa đầu xa là đầu dưới, đầu xa là ra ngoài lên trên, nè đầu trên là di lịch vô trong, thì cái góc đó người ta gọi là góc mở hay góc đóng nè, hoặc là gọi là mở góc đi đâu. Đấy. Thì các bạn thấy các bạn nhìn thấy nó gập góc theo cái xa tâm, có nghĩa là cái góc nhọn đi ra phía ngoài, góc tù đi vào trong, thì người ta gọi đó là mở góc vào trong. Đấy, các bạn cứ như thấy như vậy, cứ mũi nhọn nó đi đâu thì các bạn nói ngược lại cái mũi nhọn của cái di lịch đó.
Các bạn hình dung ra cái góc như thế này nè. Thầy có thể đưa hình ảnh lên được không thầy? Cái hình ảnh bây giờ nó phải có cái phim rồi các bạn mới thấy được, còn không các bạn lấy hai cây bút, các bạn đưa góc nhọn vào thì cái đỉnh của cây bút, hai cây bút đó là cái góc đối diện với hai cái đỉnh đó, người ta gọi là có đó là góc góc mở hay góc đóm. Các bạn cứ làm thử đi, mình thử rồi các bạn sẽ thấy là nó có hay không. Các bạn hình dung ra thế nào? Đây các bạn nhìn cái hình đây nè, đấy các bạn nhìn cái hình cái xương cẳng chân ở phía bên bên phải màn hình nè, bên bên phải của các bạn, đối diện với các bạn. Các bạn thấy cái đầu xương đây nó chọc ra ngoài, đây là cái đầu nhọn nè. Thì các bạn thấy cái góc mà nó mở ra phía xương mát này, người ta gọi là mở góc ra ngoài. Các bạn hình dung đây nè, đấy cái đây là cái đầu nhọn, thì cái góc này người ta gọi là mở góc ra ngoài. Đó là cái thứ nhất các bạn thấy, đó là mở góc ra ngoài. Đấy. Còn cái hình này các bạn thấy đây, nãy bạn nói là biến dạng ngắn chi, thì hai cái xương nó đi đối xứng, nó đi đối xứng vào nhau, không? Nghĩa là đầu trên đi xuống, đầu dưới đi lên, người ta gọi là di lệch ngắn chi hoặc là di lệch chồng. Còn nếu như hai cái xương bào gãy mà nó đi xa nhau ra không đồng trục, người ta gọi là di lệch xa, dạng sang bên, hoặc là đi đồng trục nhưng cái diện tiếp xúc nó không có, người ta gọi là di lệch xa. Dạng trên dưới đây. Nè các bạn thấy chưa, các bạn hiểu chưa? Rồi bạn nào chưa hiểu vấn đề nào nữa? Dạ thầy cho em hỏi thêm câu nữa, Rồi đối chào với một bạn. trường hợp mà gãy xương bánh chè đó thầy, thì là cái dạng di lệch thường gặp nhất của nó là gì thầy? Du lịch xe.
Em cảm ơn. Hạnh, Hoàng Thị Hạnh hỏi gì không? Rồi các bạn hỏi tiếp đi. Gì nữa bạn, gì vui vui lý trường à, tường à, hỏi gì không? Dạ thưa thầy, cho em hỏi, giả sử trong cái bài mà khám khớp chật khớp với thầy, giả sử là mình chật khớp háng rồi chật khớp khửu hoặc là chật chật khớp cánh tay, thì tư thế giả sử chật khớp háng thì nó hay vào trong hay ra ngoài, rồi chật khớp khửu hay ra sau ra trước, hoặc là chật khớp cánh tay, thầy giải thích rõ cho bọn em nó hay thường xảy ra. Giải thích hay là Tỷ lệ, quên quên mất tỷ lệ thầy. tỷ lệ thì đối với khớp háng là người ta thường chặt cái kiểu gọi là chậu, chặt kiểu chậu nhưng mà là ngồi, hay hay gọi là chặt ra sau và lên trên, tỷ lệ chiếm cao nhất đó khoảng 80% đến 90%. Còn tỷ lệ đối với khớp vai là chặt ra trước và xuống dưới, ra trước xuống dưới thì khoảng 90%. Còn đối với khuỷu là đa số là một gần như là 95% chặt ra sau. Rồi bạn nào nữa, đổ gì đây, Đỗ Thị Thảo Nguyên. Giờ có em ạ. Hỏi gì không? Dạ chưa, để em xem lại tí ạ.
Chưa luôn à, chuẩn bị cả tuần rồi, giờ chưa có gì để hỏi rồi. Thầy ơi, thầy có thể giảng lại cái các nghiệm pháp đánh giá dây chằng khớp không thầy? Nghiệm pháp đánh giá dây chằng khớp, cái đó tôi nhớ tôi đâu có dạy đâu mà dạy lại. Hồi bữa thầy có nói sơ làm dấu tót khớp gối với là dấu ngăn kéo á thầy. Cái dấu tót khớp gối, dấu nhăn kéo, cái đó các bạn học ở trong cái phần cái bài chuyên khoa của nó, bài chấn thương khớp gối á. Còn đối với những cái khớp khớp thông thường á, thì trong chấn thương cấp thì không ai được phép làm cái đó cả. Đó là chống chỉ định khi những bệnh nhân bị chấn thương cấp. Còn những bệnh nhân mà chấn thương mãn tính á, thì chúng ta mới được làm cái đó, hoặc là những bệnh nhân sau khi chấn thương chúng ta điều trị cấp ổn định thì chúng ta mới được làm cái nghiệm pháp đó. Mà cái nghiệm pháp đó thì các bạn phải đi lâm sàng các bạn mới thấy được, chứ còn nói không các bạn không có hiểu đâu, vì cái đó là khám trên bệnh nhân. Còn cái bài mà khớp dạy cho các bạn đó là nguyên tắc khám khớp và chúng ta phải khám như thế nào thôi, chứ nó không phải là khám cụ thể từng bệnh nhân một. Vì khám cụ thể cho bệnh nhân một là chúng ta phải có bệnh nhân. Thế còn bây giờ ví dụ ngăn kéo đó, các bạn khám nói cho các bạn à, hình dung nó dễ nhưng mà để làm cái gì thì nó khó. Ví dụ người ta gọi là khám ngăn kéo thì các bạn nhà các bạn có cái học bàn không, các bạn kéo cái học bàn thì khám ngăn kéo nó cũng hình dung nó tương tự như vậy. À, nè, học bàn chúng ta kéo ra trước, chúng ta kéo ra sau thì nó cũng như vậy, nhưng mà trên bệnh nhân thì nó hoàn toàn à, chúng ta có một cái kỹ thuật khám khác nhau, tư thế bệnh nhân luôn. À, nè, chuẩn bị bệnh nhân như thế nào, tư thế như thế nào chúng ta phải khám. Chứ còn mà các bạn nói như vậy thì chỉ các bạn nói cho các bạn biết là chúng ta khám khớp là chúng ta khám những cái nguyên tắc khám là chính, chứ không phải là bệnh lý khám. Bệnh lý khám là nó đi từng từng cái trường hợp một, còn ở đây mình khám là khám theo cái nguyên tắc thôi, nên là trên nguyên tắc là chính. Bạn gì bạn Hồ Ngọc Văn Anh hỏi gì không? Thầy ơi, thầy có thể Rồi, nói lại chỗ mà khám biên độ vận động được không thầy? biên độ vận động, rồi biên độ vận động, trước khi các bạn muốn khám biên độ vận động các bạn phải xác định được là móc zero độ ở đâu. Mà muốn xác định được móc zero độ ở đâu thì các bạn phải xác định được là mặt phẳng giải phẫu lâm sàng ở đâu. Thì các bạn học lâm sàng học giải phẫu rồi. À, khi chúng ta muốn khám biên độ vận động chúng ta phải xem các bạn xác định được là móc zero độ. Nói ví dụ như ở chi dưới ở nè, gối thẳng nó là zero độ, bàn chân gấp 90 độ nó là zero độ. Bàn chân gấp 90 độ nó khác nha, mà nó ở zero độ là nó khác nha. Đấy, háng cũng vậy. Khi bệnh nhân nằm trên mặt phẳng, duỗi gối, bàn chân gấp 90 độ thì háng ở vị trí đó là vị trí zero độ. Đối với chi trên cũng vậy. Nè. Chi trên ở vị trí dọc theo trục trong ngoài cỡ cơ thể thì khớp vai ở vị trí 0 độ. Còn ở khớp khuỷu
Cũng vậy, ở tay, cẳng tay, cánh tay ở vị trí 180 độ thì nó biên độ của nó giai đoạn đầu người ta gọi là không độ. Đấy. Rồi kể cả chúng cổ tay cũng vậy, ngón tay bàn tay là khác, khác nhưng cổ tay cũng vậy, cổ tay ở vị trí thẳng anh ạ, mặt trước theo mặt phẳng trong ngoài và mặt phẳng trước sau thì cái cổ tay với cẳng tay ở vị trí không độ, thì từ vị trí không độ đó chúng ta gấp hai duỗi bao nhiêu độ thì nó có sự liên quan giữa cái biên độ ở vị trí gọi là giải phẫu cho phép. Rồi các bạn cứ nghiên cứu tài liệu rồi các bạn thấy cái chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ hỏi. Dạ thầy ơi, Rồi, chào bạn. thầy có thể cho bọn em xin cái slide hay là cái bản gộp của hai cái bài thầy dạy không ạ? Không, cái slide với bài Word đó là cái file file mềm không đưa các bạn được. Dạ Các vâng ạ. bạn muốn thì chúng tôi photo đưa chứ không đưa cái file Word, file mềm được. Dạ vâng ạ. Vậy thầy có thể scan cho bạn em được không thầy? Scan cái slide. Dạ vâng, tại vì cái hôm đó cũng học online á, thì em cũng đang mở vở ra chép và nhiều nhiều chỗ em chép không có kịp á thầy. Thầy cho bọn em xin cái bản scan được không thầy? Vậy thì các bạn ấy thì tôi photo đưa các bạn. Dạ vâng ạ. Ừ.
Vậy nếu photo gặp thầy ở đâu là lấy được ạ? À, các bạn hiện tại các bạn có học bên trường không? Hiện tại lớp em thì một nửa đang ở trên Buôn Mê, còn một số anh chị là có gia đình là gần gần là về hết ạ. Thì đưa cho các bạn ở trên băng mê để các bạn sẽ share hình lại cho các bạn. Dạ vâng ạ. Vậy khi nào thì gặp được thầy ạ? Khi nào gặp được bây giờ các bạn bây giờ tôi coi thử giờ các Hiện bạn tôi hiện sẽ trên cái slide này các bạn phải tự lấy máy máy điện thoại các bạn chụp lại thì các dạ bạn khỏi cần phải share nữa. Ở tôi chiếu slide các bạn thấy không? Chiếu cho các bạn thấy chưa? dạ dạ vâng ạ. Đấy thì các bạn chụp lại. Đấy. Khi nào?
Đó là cái bài gãy xương các bạn tham khảo, nhưng cái này nó chỉ có khoảng 50% nội dung thôi. Quan trọng là chúng tôi đã triển khai trên một slide của nó, chúng tôi nói nhiều cái vấn đề các bạn phải ghi, chứ không phải các bạn nhìn slide là đủ đâu. Nhìn trên slide là những vấn đề cơ bản. Đấy, chúng ta tiếp tục, bạn nào có cái chỗ nào còn chưa hiểu thì các bạn tiếp tục hỏi, tôi giải thích, chúng tôi sẽ trao đổi cho các bạn nắm rõ vấn đề hơn. Dạ thầy ơi, thầy giảng lại giùm em cái mở khớp vào trong với ra ngoài được không ạ? Hồi nãy em nói rồi, nên nói cho bạn gì rồi đó, bạn 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 mắc bạn mạnh gì đó rồi, xong rồi
Nãy bạn chưa vô đúng không? Giờ bạn mới vô đúng không? Dạ không, nãy thì giảng là mở góc chi mà cái này mở khớp mà thầy. Ừ? Mở khớp à? Dạ vâng ạ. Mở khớp thì các bạn thấy mở khớp nó có hai từ thôi, từ van gút và từ varus. Nè, thì cái từ van gút là cái từ cái chi nó đi vào tâm trục cơ thể, còn từ varus là cái chi nó đi ra xa tâm trục cơ thể, hoặc người ta gọi đi ra khỏi cái đường đường mặt phẳng dọc trong ngoài, gọi là hai đường mặt phẳng đi qua cột sống. Thì cái nào mà nó van gút là nó đi ra, mà varus là nó đi vô. Bạn thấy cái tay cắn giá chưa? Bạn hình dung ra chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Bạn lấy cái bạn vẽ cái chi với cái trục cơ thể đi là bạn sẽ nhìn ra được nó van rút hay van rút như đâu. Bạn vẽ đi. Bạn chưa hiểu, bạn vẽ thì bạn mới hiểu được, chứ bạn mà không vẽ bạn mới hiểu được đâu. Chào, vẽ được chưa? Dạ hiểu rồi thầy ạ. Ừ. Các bạn phải vẽ, các bạn cho học học chấn thương, các bạn phải vẽ. Các bạn mà ngồi các bạn tưởng tượng không ra được đâu.
Mấy bạn gì đó Thảo Nguyên hỏi đúng không? Vậy thì Dạ. cho anh hỏi là ở cánh cẳng tay mà nó bị hội chứng gọi là lịch khớp Van Wood thì cái khuỷu của mình hay hay mình hay gọi là cùi chỏ nó đi vào trong hay đi ra ngoài? Dạ nó đi ra ngoài đúng không thầy? Đúng rồi, nó đi ra ngoài mới gọi là van wood nha, còn nó đi vào trong người ta gọi là varus. Nó xa tâm người ta gọi là van wood, mà nó vô tâm người ta gọi là varus. Đó. Bạn nhớ như vậy là nó dễ. Rồi, tiếp tục. Rồi bạn bắt Như thầy cho em hỏi là thường thì trật khớp mà nó tái đi tái lại khoảng bao nhiêu lần thì người ta gọi là trật khớp tái diễn thôi. à, trật khớp nó muốn tái diễn hay không tái diễn nó phải phụ thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái cường độ. Cường độ ví dụ như là một 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 tháng một tuần anh trật bao nhiêu lần. Đó, cái đó là cường độ. Hai là tần suất. Và cái ba là cái mức độ trật trật hoàn toàn hay trật không hoàn toàn. Đó nè. Và cái thời gian trật nghĩa là trật mãn tính hay là trực bán mãn tính hay là ấy. Thì người ta mới xác định ghi vô trong cái khi đó với gọi là gặp tái diễn hay không tái diễn. Đấy. À, cho nên là trong chẩn đoán nó có trật khớp tái diễn nó khác, mà trật khớp mãn tính nó khác, mà trật khớp bán cấp nó khác. Có nghĩa là trật khớp mà tái diễn thì nó phải có được ba cái yếu tố kia, có nghĩa là nó trật cấp. Đấy không nè, có nghĩa là nó trật rồi nó vào rồi nó trật thì người ta gọi là trật cấp. Còn trật khớp mà mãn tính có nghĩa là người ta họ trật một lần thôi, họ để lâu, họ hay gọi là trật khớp đến muộn, họ để lâu quá 4 tuần thì đó là trật khớp mãn tính hay trật khớp đến muộn. Còn trật khớp tái diễn là người ta phải dựa vào các cái đó, xong người ta dựa vào tần suất nè. Thì tần suất trên một tháng người ta tập trật mấy lần và trật xong nó phải tự vào thì người ta mới gọi là trật khớp tái diễn Thì thường người ta họ họ quy họ tính họ nghiên cứu thì nó nằm giá khoảng
tối thiểu là phải 4 lần trở lên trên một tháng. Đó nè. Thì người ta gọi là trật khớp tái diễn. Dạ em cảm ơn.
Alo ạ. Rồi cho em. Dạ, thấy thầy. Ừ. Thì thầy cũng thấy là bọn em cũng có ôn cũng có nhiều môn đấy thầy, ôn một số môn đó. Thì bây giờ bọn em cũng có đọc được cái bài này của thầy ngày hôm nay rồi mà bây giờ thực sự là cũng không biết hỏi gì luôn đấy thầy. Ý là bây giờ bọn em cũng chưa nắm kỹ ấy. Bây giờ thầy có thể giảng ý là như kiểu mình lướt qua hai cái bài này một lần nữa đâu không thầy? Chứ bây giờ hỏi cụ thể thì thật sự bây giờ bọn em cũng Hồi nãy anh lướt giờ các bạn hồi nãy lướt cái bài giảng lại thì không giảng rồi, các bạn trao đổi các bạn chứ còn đã đi giờ các bạn ôn là không có giảng lại. Các bạn phải chủ động hỏi cái gì anh trả lời. Chứ không có giảng lại. Dạ vâng.
Các bạn lâu nay các bạn có đọc sách không? Giờ lâu nay học mấy môn nên đọc sách của mấy cái môn vừa học xong rồi. Các bạn học vậy là chết rồi, các bạn phải đọc chứ, các bạn học vào các bạn học xong các bạn bỏ vào trong tủ thì thôi, các bạn biết đường nào mà nhớ, biết đường nào mà trả lời, biết đường nào mà thi. Hỏi giờ các bạn không chủ động hỏi nữa thì các bạn phải đọc sách, các bạn không có chủ động hỏi. Các bạn phải học bài nào, các bạn phải về phải lật sách ra và đọc sách. Bây giờ thì đầy trên 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 thị trường sách, sách giấy không có, sách điện tử không có, các bạn phải đọc sách nhé. Vậy thì các bạn không đọc sách rồi các bạn sao các bạn biết? Giờ tôi nói ví dụ ra hỏi trắc nghiệm thế này thì các bạn làm được không? Một trật khớp phải gọi là một tổn thương khớp cấp tính. Nào, là gồm các dấu hiệu nào sau đây? Ngoại trừ một, sưng, hai, đau, ba, bầm tím. Nào, bốn, rỗng khớp. Năm, vận động không hoàn toàn. Đấy, mắc cơ năng không hoàn toàn thì bạn chọn cái nào? Thầy đọc lại câu hỏi thầy, em chép chưa kịp. Chép cái gì các bạn lo trả lời chứ đâu có chép đâu mà chép. Ai ra câu hỏi thi đọc cho các bạn mà thi hỏi thi các bạn thi đâu mà đọc, đó là cho các bạn nếu các bạn tự hình dung ra câu hỏi. Một 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 trật khớp cấp tính, hiểu nè, gồm những câu những điểm nào sau đây ngoại trừ, đặc điểm nào sau đây ngoại trừ sưng đau rỗng khớp biến dạng mất cơ năng không hoàn toàn. Trả lời câu này. Mất khả năng không hoàn toàn là thay tại Mất vì trật cơ khớp năng. Mất khả năng làm như bệnh nhân bị gì? Mất khả năng em. Mất cơ năng là mất khả năng.
Thầy thầy. Voilà. Vậy cái câu đấy là câu nào thầy? Em chọn lại là rỗng khớp được không thầy? Trật khớp nó có rộng khớp không? Có phải không thầy? Trật khớp có rộng khớp không? Nó trật đi rồi nên nó có rộng ngay cái vị trí. Thì đúng rồi, trật thì nó rộng thì đúng rồi, chứ là chuyện đương nhiên rồi. Có phải câu cuối là mất cơ năng không hoàn toàn đúng không thầy? Đúng rồi, các bạn nên nhớ là trật khớp cấp nó khác, mà trật khớp cũ nó khác, hoặc là trật khớp mãn tính, thì hai cái đó hoàn toàn nó khác nhau. Nên cấp là khi nào, cấp là khi nó mới trật, mà mới trật thì triệu chứng gì nó có, triệu chứng gì nó không, thì chúng các bạn phải đọc sách, các bạn phải học lại, các bạn phải đọc lại thì các bạn mới nhớ được. À. Ví dụ như bạn thấy trong trật khớp vai chẳng hạn, hiểu nè, tôi ghi là kiểu trật thường xảy ra, nhất ra lên trên ra ngoài, xuống dưới ra sau, xuống dưới vào trong, xuống dưới ra ngoài, chọn câu nào? Cái này là chật khớp vai, là có phải là chật ra trước xuống dưới đúng không thầy? Gì nữa? Tại vì em chưa nghe ấy, là em mới xác định như vậy thôi, chứ em không chưa chưa có nhớ hết được cái câu, hết một cái câu của thầy đọc đây. Dù trong trật khớp vai thường xảy ra ở vị trí nào sau đây? Một, xuống dưới vào trong. Hai, xuống dưới ra ngoài. Ba, ra sau vào trong. Bốn, ra sau ra ngoài, chọn cái nào? Bạn nhớ là thường nha, thường nó khác mà trật nó khác nha. Xuống dưới vào trong mà phải. Đúng rồi, nó thường, thường là cái nào trật nhiều nhất người ta gọi là thường, hoặc người ta dùng từ thường, hoặc là dùng từ hay hay gặp, ví dụ như vậy đây, hoặc người ta hay dùng cái từ như vậy, nên chúng ta phải để ý cái từ đó. Dạ thầy, còn chật chật khớp háng thì thường chật như thế nào thầy? Nãy nói rồi, nãy các bạn đã hỏi trả lời rồi. Dạ. Ừ, nãy đã trả lời hỏi lại. Thì khớp háng có hai loại trật, hoặc là người ta dùng hai cái từ mà các bạn nên nhớ là trật kiểu khép hoặc trật kiểu dạng nha. Trong khép thì dạng đó nó có kiểu chậu, kiểu ngồi, kiểu mu, kiểu vịt, thì người ta quy cho các bạn dễ nhớ là kiểu khép hoặc kiểu dạng mà thôi, dễ nhớ hơn. Cái chậu ngồi mu vịt là các bạn không nhớ được đâu, cho nên là bạn gom lại cho các bạn dễ nhớ là kiểu dạng hoặc kiểu khép. Đây thì kiểu dạng là cái chân ra sao, kiểu khép thì cái chân ra sao, các bạn phải 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 tưởng tượng lại thì các bạn mới nhớ nó mới đúng được. Đấy nè.
Còn chật khớp khửu là mõm khửu hay ra trước đúng không thầy? Hay là hay ra sau thầy? Mõm khửu thầy. Mõm khỉu ra trước thì bạn bạn hình dung sao ra trước được, tôi nghe thử này. Bạn mô tả làm sao mà cái trật ra trước, tôi nghe thử. Cái này là em không đọc sách mà là tự em tưởng tượng với thầy. Ví dụ Đọc, như hỏi là phải hỏi phải đọc sách chứ, hỏi mà tưởng tượng đọc tên là hỏi, hỏi thật lắc, hỏi là đúng cấu trúc giải phẫu mà hỏi. Ví dụ như là mình đứng ở cái tư thế giải phẫu đi, xong mình làm gì đó rồi mình bị chật chật thì cái xương cánh tay này nó mình ật ra đằng trước thì cái xương cánh tay này nó theo cái chiều đó luôn thì nó ra trước không thầy? Các Nhưng bạn trước khi các bạn nói vậy, bạn hỏi là cái cấu trúc của khớp xương cánh tay nó có cái gì, bạn phải học, bạn phải coi thế là cấu trúc của khớp khuỷu nó có cái gì, đầu trên nó có cái gì, đầu dưới nó có cái gì, nó gắn kết với nhau qua hệ thống gì thì bạn mới hỏi được. Các bạn nói một cách bạn chưa đọc, bạn cứ tưởng tượng đó, bạn hỏi sao bạn hỏi được. Rồi bắt hỏi đi bắt. thầy, là nãy thầy có nói với em là đối với cái trật khớp vai ấy, thầy là nó chủ yếu là ra trước xuống dưới và ra trước đó. Nhưng mà trong cái câu hỏi hồi nãy là anh tưởng anh kêu là xuống dưới là ra sau mà thầy kêu đúng thì rốt cuộc là cái À nào nói đúng? xuống dưới là sao? Dạ lúc nãy anh tưởng có nói thầy, thì thầy kêu là đúng rồi. Đúng rồi, giờ anh các bạn nghe nghe nhầm. Đúng rồi, Không, câu đó. anh tưởng nói là xuống dưới vào trong. Xuống dưới vào trong, xuống dưới ra trước là đều giống nhau cả. Rồi, chào bạn gì đây? Châu Thiên Kiếm này. Châu Thiên Kim. Bạn đúng Thực ra em có đọc một câu trắc nghiệm là trên lâm sàng có bốn nhóm trật khớp mà nó loại trừ ngoại trừ câu sai này, có cái là trật khớp hở, trật khớp kín, là trật khớp mà khớp kèm biến chứng mạch máu đó, thì em thấy đúng, mà có cái trật khớp kèm mảnh vỡ kẹt khớp với lại trật khớp kèm gãy xương, đó là mình loại trừ câu nào thầy? Ngoại trừ á hả, Dạ loại trừ cái nhóm trật khớp ra thôi. trật khớp gì bạn đọc là trật khớp tổn thương mạch máu Có biến chứng mạch máu thần kinh đó thôi, với lại rồi, trật khớp trật hở, khớp hở, trật khớp kín trật khớp kín là và gì, trật khớp có mảnh vỡ nội khớp, kẹt khớp thôi, kẹt khớp, rồi trật khớp kèm gãy xương rồi. kẹt khớp kèm gãy xương, thì trong đó có hai câu người ta ra sai không đúng, đã ra phân loại mà phân loại gãy trật khớp thì nó không có hai câu kia. Cái câu mà trật khớp mà kèm theo cái mảnh đó là trật khớp kèm gãy xương. Gãy xương thì gãy như thế nào không biết, nhưng mà trật khớp mà có mảnh vỡ người ta gọi là trật khớp kèm gãy xương. Mà không ai cái phân loại kiểu đó cả, đúng không nè, người ta phân loại trật khớp chỉ có trật khớp hở, trật khớp kín, có nghĩa là trật khớp mà ổ khớp thông với môi trường gọi là trật khớp hở, mà trật khớp ổ khớp không thông với môi trường là trật khớp kín, còn trật khớp mà có gãy xương người ta gọi là trật khớp kèm gãy xương, hết có ba loại đó thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy thầy Có. cho em hỏi một câu, em cũng làm một trắc nghiệm ở trên mạng á, là người ta nói là biến chứng của gãy xương, mà thường thường biến chứng ý là biến chứng là gãy xương đùi là bị sốc, nhưng mà trên đó thì lại là biến chứng của xương đùi là gãy xương đùi và gãy xương xương chày, là em vẫn không hiểu cái chỗ mà gãy gãy xương chày thầy, xương chày ấy này. Không ai nói biến chứng gãy xương đùi là sốc cả, mà trong tất cả các loại gãy xương đều xảy ra sốc.
trong tất cả các loại gãy xương đều là sắp, chứ không phải là gãy xương đùi là sắp đâu, xương gắn chân không sắp đâu. Dạ vâng. Đấy thầy, Nói đi em. cái biến dạng điển hình của trật khớp vai kiểu kiểu trước trong đó thầy, nó trong sách ghi là có dấu hiệu gù vai, dấu nhát dìu, cánh tay dạng vào xoay ngoài. Em không tưởng tượng được thầy. Ý là thầy có thể từng thầy có thể giải thích cho em cái chỗ mà xoay ngoài được Giải không thích thầy? cái gì không, cái nào không tưởng tượng được? Ý là cái cánh tay dạng và xoay ngoài ấy, thầy, em vẫn không tưởng tượng được nó xoay ngoài ấy, thầy. Xoay ngoài Dạ. à, các bạn thấy cái khớp vai nó có cái gì, bạn muốn tưởng tượng được thì bạn phải biết nó có cái gì để tưởng tượng ra. Các bạn thấy cái tưởng tượng người yêu đẹp thì bạn phải biết là cái gì nó đẹp, cái mũi nó đẹp hay con mắt nó đẹp hay cái miệng nó đẹp hay nước da nó đẹp chứ. Bây giờ bạn không tưởng tượng cái đó ra thì bạn biểu đẹp đẹp kiểu gì? Đúng không? Thì muốn bạn muốn tưởng tượng ra thì khớp vai nó có cái gì? Thầy có cho chỏm xương cánh tay, xương bả vai và xương đòn. Gì nữa? Các dây chằng. Có cái gì của xương xương bả vai? Mỏm mỏm vai thầy. Không phải, mỏm vai nó liên quan gì đến cái khớp vai đâu. Ổ chảo. Bây giờ cái xương cánh tay nó nằm trong ổ chảo, mà bây giờ nó trật ra phía trước thì cái chỏm xương cánh tay nó đi đâu? Nó đi đâu? Ra chốt rồi thầy. Nó ra trước. Nó ra trước thì mình có khép cái tay lại được không? À, không thầy, dạng ra thầy. Ừ? Thực ra trước thì mình dạng ra thầy, cánh tay dạng ra Thì thầy. nó khép được không? Có khép thầy. Nó khép được, nó khép đi chỗ nào? Lấy gì nó khép? À nhầm, em nhầm với thầy, cánh tay dạng ra chứ không phải khép. Vậy thì Dạ. nó đúng không? Nó sai. Dạ. Vậy thì các bạn nào là bạn mạnh, bạn gì hồi nãy hỏi là đúng hay sai? Dạ em đây thầy. Đúng hay sai? Em hỏi là đúng hay sai?
em Lúc đọc nãy sách em kêu là giấu gù lưng rồi giấu nhát rìu rồi rồi cánh tay dạng đó, thì đúng giờ giờ trả lời được chưa? dạ vâng, em trả lời được rồi thầy, cánh tay dạng rồi thầy. Dạ. Ok đấy, bạn phải hình dung ra được. Ví dụ như có câu hỏi này thì trả lời gì? Khi thực hiện khám một khớp, nè, ta khám như thế nào? Một, sờ được tổ chức phần mềm. Hai, sờ được diện khớp. Ba, sờ được các móc giải phẫu của xương khớp. Bốn, sờ được xương. Chọn câu nào sai? Thầy mà sờ được các mốc giải phẫu ạ. Có nói sai hả? Cho nói sai đúng. Câu này đúng này. Để con làm sai. Phải sờ thấy diện khớp không thầy? Các bạn khám khớp mà sờ thấy diện khớp thì sai đúng. Đó, câu đó mới đúng là các bạn phải đó, tình huống nó ra như vậy đó. Nên các bạn phải để ý, mà mình muốn để ý mình phải phải làm, mình phải khám, mình phải đọc sách thì các bạn mới thấy được, chứ còn bạn cứ tưởng tượng ra là nó trật.
Rồi các bạn coi có gì trao đổi tiếp ha. Thầy trong trật khớp khuỷu thầy, tại sao mình để tư thế gấp thì nó khó trật lại hơn mà mình để tư thế thẳng là nó dễ bị trật trật lại thầy. Vì sao là gấp bây giờ khó trật mà thẳng là trật lại? Thầy vì có phải vì cơ nó kéo không thầy? Không. Cái khuỷu mà nó là khớp gì? Cái khớp khuỷu là khớp gì? Khớp rồng rọc. Khớp rồng rọc thì biên độ của nó là cái biên độ dịch chuyển của nó là kiểu gì? Biên độ của nó là gập lên duỗi xuống ạ. Biên độ của nó gặp lên dụ dung nó tào lao. Bạn nghe bạn bạn Thiên Kim nói là khớp rồng rọc chưa? Nguyên tắc hoạt động của rồng rọc là cái gì? Thầy là phải khớp là khớp bản lề để gập về duỗi thôi thầy. Khớp bản lề để gấp và duỗi, hay còn nói hay còn gọi là khớp xoay dọc trục, có nghĩa là trượt dọc trục. Đó, thì nó muốn trượt dọc trục hoặc là nó xoay gấp bản lề thì nó phải có cái gì dự. Nó có cái gì giữ mà trên xương cánh tay nó có hai cái hố gì đó. Sai, hố vẹt và hố liên lưu cầu là sai. Hố vẹt và hố khửu. Ừ, hố vẹt và hố khuỷu thì hai cái hố để cái gì nó bám vào đó, để cái gì nó móc vào đó. Để móng khuỷu và móng vẹt của xương cánh Để cẳng tay. đóng khuỷu không vẹt nó móc vào đó, nó tạo thành một cái trục xoay, người ta gọi là khớp rồng rập, người ta gọi là trục xoay, thay xoay 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 lên trước và xoay ra sau, thì nó giữ hai cái móc đó, nó móc vào trong hai cái hố đó, nó tạo thành một cái khớp. Vậy thì cái móc nào lớn, móc nào nhỏ?
Mắt nào lớn mắt nào nhỏ? Mõm vạc ở phía trước lớn hơn đúng không Đọc cái pháo chưa? Kích thước mõm vẹt bao nhiêu? Cho nên các bạn phải đọc giải phẫu. Giải phẫu thì học rất là nhiều à. Thì lai dạy hết sức, hết ngày hết đêm, học ngày học đêm. Các bạn không nhớ gì chưa? Nên các bạn học tâm sàng, các bạn phải học giải phẫu. Rồi, bạn xem nãy giờ xem cặp sách đã đọc chưa?
đợi miết các bạn không 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 một số bạn thấy rời ra rồi vào vô à. Một số bạn tao sao thì rất ráng chịu này. Rồi nếu các bạn nào không hỏi nữa thì đúng 3 giờ, 15 giờ chúng ta kết thúc ở đây nhé. Dạ thầy ơi, Rồi, nói à, đi bạn. lúc nãy thầy có ví dụ một câu hỏi thầy, cái mà trong khám khớp á, cái câu mà không đúng là sờ được xương cái này, cấu tạo của một khớp là có cái hệ thống đầu xương á, sao mình lại không sờ được này? Này mình có đầu xương, đó là chủng chủng xương. Cấu tạo của khớp là có chủng xương. Cái này mình có xương. Cấu tạo của khớp gồm có 5 phần. Phần sụn đầu xương. Đúng không? Sụn đầu xương nghĩa là gì có xương? Dạ, tại em có ghi là có 5 phần là hệ thống xương, sụn tiếp hợp, bao khớp, hệ thống dây chằng với hệ cơ này. Đó là em ghi bị nhầm đấy. Hệ thống của khớp gồm đó là sụn đầu xương. Thì muốn có sụn xương thì nó sụn đầu xương thì nó phải có xương. Thì nó làm trong khớp làm gì có xương? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó có hệ thống cơ dây chằng. Cái thứ ba nó có hệ thống sụn khớp. Chúng ta là sụn khớp nó khác sụn xương nha. Sụn khớp ví dụ như là sụn viền người ta gọi là sụn khớp, sụn chêm người ta gọi là sụn khớp. Hệ thống bao dịch. Dạ thế cái câu mà câu trả lời là cái diện khớp này, cái diện khớp thì hai cái xương nó tiếp khớp với nhau thì sao mình sờ được này?
Diện khớp sờ không được hả? Em lấy tay em sờ xuống cái khe khớp khớp gối em sờ được không? Em sờ xuống chân em đi. Em sờ vô khớp cổ tay thì em sờ được không? Em sờ khớp cổ tay giữa cái xương thuyền và cái khớp đầu dưới xương quay em sờ được không? Được không? Hồng. Giờ em cũng không rõ lắm thầy, nên lại mới hỏi lại thầy. Dạ em cũng không rõ nên là em mới nhờ hỏi lại thầy. Giờ rõ chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, các bạn ấy đến hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn nào cần hỏi thì các bạn hỏi sau. Dừng ở đây nhé. Rồi chúc các bạn thi tốt, kiếm được đủ điểm qua. Cảm mừng rồi, không? Các bạn học đạt, không chịu đọc sách gì hết. Cả tháng trời mà các bạn chịu đọc. Chúc mọi người đủ điểm qua môn. Nghe chị Kim Châu. Các anh chị không đọc sách. Mấy anh chị đọc cái gì? Mọi người cho hỏi xíu này. Cái ròng rọc á, cái động tác là động tác gập với động tác duỗi mà sao thầy bảo em tào lao ta? Hỏi lại ông thầy. Thì mới nãy anh lại anh nói lại y chang cái câu mới nãy anh nói á. Ý là gập lên duỗi xuống thì là động tác gập duỗi. Hồi nãy em đâu có nói động tác đâu, em nói cái gì mà mày nói cái gì á mạnh, chứ còn cái khớp ròng rọc đó là động hay là cái gì á? Mạnh bảo là cái tay nó xoay như thế nào chứ anh đâu có nói là cái khớp đâu. Thầy đang hỏi, thầy hỏi ròng rọc á thì anh bảo là động tác gập lên duỗi xuống. Anh không có từ động tác mà anh bảo là gập lên duỗi xuống. Không, anh hỏi là cái tay ra như thế nào anh không tưởng tượng được nên là... Đúng rồi, thằng Mạnh nó kêu là biên độ chứ không phải là động tác. Mọi người cho em hỏi câu này, giờ cái thành phần trong khớp của bữa thầy ghi có hai xương, giờ có hai xương không ta? Làm trắc nghiệm lỡ có câu đó không biết luôn. Một khớp một có xương chứ, nhưng mà nãy thầy nói là không có xương, giờ sao ta? Không biết nữa, trong bài thầy thì ghi có hệ thống xương, giờ thầy kêu không có xương. Cái này hỏi anh Tiến trả lời đúng câu này này. Mà sao mọi người không hỏi hỏi lung ta lung tung lên nhé. Tiến ơi, Tiến ơi, Tiến trả lời lại câu nãy đi Tiến, sai vẫn chưa thông đây. Không, ý là hồi bữa thầy có ghi là năm thành phần ở trong khớp là có hai xương nè, có sụn khớp nè, có hệ thống dây chằng nè, bao khớp và dịch khớp. Bây giờ thầy lại nói là không có xương, chỉ có diện khớp thôi. Thầy bảo em ghi ở nhầm ở đâu rồi mà. Đâu đúng rồi, em chỉ đọc đúng mà, xương này, sụn khớp, bao khớp anh này, dây chằng này, cơ này. Xương thì hai xương tiếp giáp với nhau. Đây là nghỉ rồi, có học tiếp không? Nghỉ mà, lịch tài chính nghỉ mà. Anh Kim ơi, anh giảng mọi người ngồi đi, anh có vẻ anh hiểu đấy. Anh Kim nói lại cái virus với lại cái đây đây đây, 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 đây.
Để hỏi À, hỏi giỏi vậy. cái virus hay là cái gì, van rút gì đó. Thầy vào rút chưa? Xe trong xe ngoài này. Lệ. Sao sướng thế?